chắc anh đây đã yêu. Không sớm một bước cũng không muộn một bước, vừa vặn trong ngàn vạn người bạn sẽ gặp người thuộc về bạn. Giờ này người nơi đâu? Tất cả những điều này sẽ xuất hiện trong một game show hẹn hò hoàn toàn mới, Khúc Hát Xe Duyên. Hai MC vui nhộn tâm lý cùng ông Tơ, bà Nguyệt duyên dáng sâu sắc. Anh nói cho mọi người biết là em hay cua trai đẹp. Nếu mà em hay cua trai đẹp thì làm sao mà bây giờ ngồi đây kế bên được? Tôi đẹp mà phải không quý vị? Thấy chưa? Anh chỉ thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Con à, chọn chồng đừng bao giờ chọn cái chiều cao con à, mà hay chọn cái đầu cao con nhé. Bốn chàng trai chinh phục một cô gái, những màn tỏ tình lãng mạn như phim ngôn tình. Ngay từ bây giờ anh sẽ là bờ vai và là chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Em là một mảnh ghép cuối cùng mà anh còn thiếu. Và chỉ khi nào bản thân chúng ta yêu mà không biết vì lý do gì chúng ta yêu thì đó mới thực sự là yêu. Anh muốn chú gấu này em sẽ để trên giường mỗi khi em ngủ để nó dõi theo em. Đối với anh, em mãi mãi là thiên thần và anh chúc em sẽ luôn xinh đẹp. Anh sẽ xây một ngôi nhà bằng chính bàn tay của anh mình cho người mình yêu thương nhất. Có thể mở mắt ra được không? Nhận lấy luôn. Những giọng hát chạm trái tim người nghe. Beautiful life, con tim người dài vì những lúc bên em, còn ngóng thời gian xa như có thể ngừng trôi. Dành cho em niềm đam mê tuyệt vời và anh muốn nắm lấy trong giấc mơ. Từ hôm nay anh sẽ dành hết cuộc sống làm giọng nói của em khi em lặng câm, làm đôi mặt của em khi ta vào đêm. Cứ yêu đi đừng lo sợ gì. Em ơi, làm người yêu anh nhé. Vì nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Được yêu em là điều may mắn nhất cuộc đời của anh. Do you wanna marry me? Yêu và được yêu là điều hạnh phúc nhất cuộc đời. Hãy để con tim mình lên tiếng. Người mà em muốn sẽ ở bên cạnh mình từ bây giờ. Em nghĩ là mình sẽ chọn, em sẽ lựa chọn, em chọn. Khúc Hát Xe Duyên được phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần trên kênh HTV7. Bắt đầu từ ngày 7/3/2018. Ông Hà Anh Phúc đã trở lại rồi. Công gian nghệ sĩ siêu lầy lội. Hãy cắn vào nỗi đau người ta đã từng mang đến cho anh. Chúc Kiệt Lương. Ở đây. Quên ăn cái gì mà ngon quá vậy? Tặng gì kệ ta đi. Quên ăn trăm món ăn ngon nhất thế giới. Thank you.
có gì ăn đi. Tất cả sẽ có trong thiên đường ẩm thực. Ngôi sao, danh hiệu chỉ dành cho giọng ca xuất sắc nhất. Để giữ vững danh hiệu đó không phải là một chuyện dễ dàng, nhất là khi bạn đang ở giọng ca bất bại. Họ là 5 ca sĩ sáng giá được chọn ra trong một cuộc tìm kiếm toàn quốc để trở thành chủ nhân của những chiếc ghế quyền lực. Nhưng liệu đó có phải là những ngôi sao không thể đánh bại? Mỗi tuần sẽ có hàng trăm thí sinh đi tìm đáp án cho câu hỏi đó tại giọng ca bất bại. Với sự góp mặt của những vị giám khảo nổi tiếng và dày dặn kinh nghiệm, ca sĩ Mỹ Tâm. Đây là một cái chương trình các bạn đi thi và các bạn phải có một cái tinh thần thi đấu. Các bạn phải nghĩ luôn luôn nghĩ rằng là mình cần phải chiến đấu hết sức mình. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đây tới đây là không có chơi bời gì hết, mà phải tìm người yếu nhất để mình luộc đó. Không gian khách mời huyền thoại, họ chính là người quyết định xem thí sinh nào đủ khả năng để đánh bại các ngôi sao. 5 cái ngôi sao kia biểu diễn hết rồi, lộ hàng rồi, còn chiêu của chúng ta chưa tung. Vậy thì các bạn ơi, nào lợi thế thuộc về ai? Trước khi đối đầu với 5 ngôi sao, 100 thí sinh với sở trường âm nhạc khác nhau sẽ phải chinh phục ban giám khảo để giành lấy cơ hội ngồi vào 5 vị trí ưu tiên. Và đừng ngoài mặt như sao, anh mong em hãy đừng quay trở lại. Gửi lên lòng em cùng bao nỗi đau của ngày hôm qua khi đã kết. Bạn hát cực hay và hát rất là tốt, nhưng cái tinh thần đó nó không có đúng với một người có sẵn sàng bước tiếp vào cái con đường của mình. Mình phải chọn một cái gì đó mà nó người ta phải ấn tượng liền, một cú tát mạnh thẳng vào mặt cho người ta nhớ. À, cũng là bất ngờ nữa. Em tới đây em nó không quan tâm đến chiến thắng. À, em đang lừa chúng tôi à? Hãy xem ứng viên xứng đáng kế tiếp là ai. Trong cuộc đối đầu trực tiếp, các ứng viên sẽ thách đấu với ngôi sao mà mình đang nhắm đến để giành lấy một vị trí trong lòng khán giả. Em nghĩ là em sẽ đấu cùng với bạn Lệ Ngọc. Chị là người lớn tuổi nhất ở đây và gừng càng già thì càng cay em ạ. Mấy anh chị ở đây có ai muốn thách đấu với em không ạ? Thách đấu cùng với chị, người là ơi ạ. Nếu không thể tạo ra một cuộc lật đổ thì đây chính là lúc các ứng viên phải ra về. Ghi cứng, giàu cảm xúc và đầy bất ngờ. Hãy sẵn sàng cho những cuộc đối đầu quyết liệt trong mỗi tập của giọng ca bất bại. Phát sóng vào lúc 20:35 từ ngày 27/6/2018 trên kênh HTV7. Mỗi một chương trình có 3456 biên tập được tuyển thẳng từ NASA về đây để bài binh bố trận ra lừa canh chị. Game show ca nhạc được mong chờ nhất đã quay trở lại. Chúng ta đã đến với giọng ải giọng ai mùa 3. Vẫn là hai đội chính nhà bá đạo, nghệ sĩ hài Trấn Thành. Đó nè. Ôi nè, sợ quá. Chúng ta vừa nghe một câu chuyện cổ tích. Mà cổ tích gì sao? Là không có thật. Nghệ sĩ hài Trương Giang. Đây là một sự bí ẩn. Người ta muốn như mình phải muốn hiểu, phải muốn biết, muốn tìm. Em chết rồi hả? Dương, mùa ba, có chuyện khác.
các ca sĩ khách mời đã nóng, nay càng nóng hơn. Em không thể để người khác xúc phạm nhan sắc của anh được nữa. Dáng rất ngon. Không bán tôi nữa. Đó. Tôi là vợ đó. Tôi vậy chứ tôi cũng mê trai lắm chứ đừng có giỡn. Ngon. Anh nói gì vậy? Anh ơi. Trời ơi. Mọi người làm sao vậy? Đây là các thí sinh, không phải là thực phẩm chức năng mà ngon cái gì ở đây. Sự xuất hiện của các bình luận viên mới toanh nhưng lại còn kém. Sau này thì cái mái ấm của em và Karik á. I wake up in the morning. I wake up for the day. Nam ơi, sau này cái mái ấm của em và Karik là ở bệnh viện tâm thần đó. Thời của em tới rồi anh Nghĩa. Mà em nghĩ là hát hay đó. Tại vì mũi cao là lấy hơi sẽ rất là dễ. Sẽ dễ lấy hơi lên. Em nói có cả nhưng nó không biết gì. Em mới là cái thứ cái di dĩ gì di vậy em cũng biết. Chỉ có một thứ em không biết là biết điều. Thôi mệt quá, coi như tôi chưa nói gì đi. Mệt mỏi quá. Thường thường hát hay là cái thần thái người ta rất là ok. Còn cái bạn này mặt nhìn vô cọc lắm, nhỏ cọc lắm. Cái mặt em mới đang cọc đó Lâm. Tôi mời chương trình cắt khúc này giùm em. Em thấy mọi người làm BB quê quá. Không sao anh trân trọng tình cảm của em. Chỉ có hai chuyện thôi, đó là đình mệt. Sáng nay em đi chợ sớm tìm mua một vuông vai trắng đem về thiêu chiếc khăn tay. Có nghĩa là thiêu được là sẽ hát hay được. Những dòng cảm bí ẩn một lần nữa kinh nghiệm hàng triệu trái tim. Cái chữ đó thì em nghĩ là chỉ có thể lấy hơi từ lỗ chân lông thôi. Em nghĩ là phải bán trái cây là sẽ hát hay. Thí dụ mà ảnh bán phở mới hát dở hả? Thầy ơi bấm giùm con coi cái dòng này con thắng không thầy? Mình thua đó. À vậy hả? Mồm há chuẩn. Em vẫn nghĩ là bạn hát hay với cái body đó. Mà cũng có thể là bạn đang đánh lạc hướng chúng ta. Cái bề ngoài như thế, một cái phong thái như thế mà hát dở thì kiếp trước có lỗi với thượng đế hay gì đó. Một bầu trời giang chân. Bây giờ đây là anh muốn hết em người ơi. Vì đã có trái tim anh đừng yêu đương. Cái giọng hát anh như kem tan chảy. Giọt nước mắt lăn dài tình yêu đó. Mỗi lần làm thấy chị trên sân khấu, chị mới là chị. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Dòng Ái Dòng Ai Mùa Ba 19:30 tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 bắt đầu từ ngày 28/7/2018. Nếu 20 là xuân xanh mờn mẫn thì 60 là con bò bằng tuổi chú không biết con lết nổi không á. 60 liệu có còn xuân? Mãi mãi thanh xuân. Một chương trình truyền hình mới toanh dành riêng cho các lão niên trên 60 tuổi lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Quá, nhiều khán giả tới coi quá. Nơi mà mỗi người chơi đều mang cho mình một màu sắc rất riêng. Tôi được mệnh danh là nghe là bà già số 1 nước Việt Nam đó. Cá tính, lạc quan, hồi xưa còn hóm hỉnh, đẹp trai hơn Ngô Kiến Huy, chuột rút, hút thuốc nè, hay chần chất, uống rượu nè, cờ bạc nè, dạt đi chỗ khác. Và tài năng đầy mình. Cùng với khả năng dự đoán dẫn dắt đầy kinh nghiệm
và sự hết mình của bạn bình luận. Nghệ sĩ Quyền Linh, nghệ sĩ Ốc Thành Vân và các nghệ sĩ khách mời, cùng với nét đáng yêu của cô nàng MC Sam. Cô cứ tự nhiên đi cô, ở đây mấy anh chị rất là khỏe, trẻ, tràn đầy sức sống. Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho người xem những phút giây cười thả ga. Không tham gia các công tác thì não nó teo đó nha. Để em lắc coi nó còn kêu không nè. Thì chắc có lẽ là nhờ ăn chuối nó khỏe. Có nhiều người ta nói vậy nè, già không biết yêu. Trời ơi, già còn yêu dữ nữa chứ. Những thông điệp sâu sắc. Mình cứ sống hồn nhiên đi thì ra mình sẽ trẻ mãi không già. Không phải là hạnh phúc nó ở với mình mãi mãi, nó chỉ phớt ngang qua, rồi nó cho hết người này cho người kia, rồi nó đi chỗ khác, nó không có ở với mình. Hay những khoảnh khắc thật cảm động. Cái nắm tay của hai cô chú kìa đó, nó vẫn chặt dữ lắm. Không biết nói gì với em. Anh chỉ có một lời hứa. Chú chỉ yêu có một người, tới bây giờ vẫn còn yêu. Chương trình Mãi Mãi Thanh Xuân sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2018 trên kênh HTV7. Mãi Mãi Thanh Xuân. Tuổi xuân càng tăng, tài năng càng đến. Đủ lửa, cơm sẽ chín. Đủ yêu thương, hạnh phúc sẽ đông đầy. Và con đường ngắn nhất dẫn đến hạnh phúc chính là đi qua bao tử. Ngô Kiến Huy và Diệu Nhi xin được hân hoan chào mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình Ẩm thực kỳ duyên. Tháng 9 này một game show ẩm thực kết hợp với hẹn hò hoàn toàn mới. Mỗi người chơi sẽ phải trải qua 3 vòng thi đấu. Vòng đầu tiên là vòng tâm giao với 3 phút trò chuyện. Vòng thứ hai là vòng sở trường với những món ăn mà người chơi tự tin nhất. Cuối cùng là vòng chinh phục sẽ là món ăn mà nhân vật chính yêu cầu. Cùng sự dẫn dắt huyền giảng của hai MC Ngô Kiến Huy và Diệu Nhi. Các cuộc chiến gây cấn bất ngờ ngay từ gian bếp. Trước khi bắt đầu nấu ăn thì mỗi bạn sẽ trả lời 3 câu hỏi liên quan tới món ăn ngày hôm nay các bạn nấu. Nếu như trả lời chỉ cần sai một câu thôi thì các bạn sẽ phải chịu một hình phạt trong lúc các bạn nấu ăn. 3, 2, 1, thời gian bắt đầu. Bạn Quyền thao tác rất gọn, rất nhanh nhẹn luôn. Trời ơi, bạn ơi, sao thối nhiều dữ vậy? Bình tĩnh, không có gì hết. Nhanh lên! Trời ơi, món ăn được phải chín các bạn ơi. Chuẩn bị đếm ngược nha. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Với những món ăn hấp dẫn được đem đến bằng tất cả tâm tư và sự chân thành. Nhìn rất hấp dẫn. Ngon quá rất là xuất sắc. Rất là tốt. Những xúc cảm chân thật nhất. Trong tình cảm không chỉ còn có cái duyên mà còn có cái nợ. Em cũng là người tin vào duyên số. Sau này dù có ra sao thì có duyên gặp lại. Ngoài những thứ anh được nhìn ở phía trước thì nó còn có tấm lòng của em trong đó nữa. Những màn thổ lộ tình cảm lãng mạn, ngọt ngào. Nếu mà anh có một người bạn gái thì anh thích mẫu con gái như thế nào? Như em càng tốt, như em càng tốt. Nhà anh có anh trai hay em trai không? Có, anh có anh trai.
Em không tin là trên đời này tới có hai thiên thần. Nhà anh có bán rượu không anh? Nhà em có bán rượu không? Mà nói chuyện với anh em say quá. Dừng lại nha. Chắc phải di chuyển hộ khẩu đầu tiên của anh đó. Nhà em có sang em không ở mà lại đi chuyển hộ khẩu vào tim anh. Em đã có một quyết định cho riêng mình. Ai sẽ là người chiếm được tình cảm của đối phương? Huỳnh Quý xin phép đưa ra sự lựa chọn của mình. Chị phải nghe trái tim của chị thôi, không ai khuyên được chị lúc này cả. Tất cả sẽ có trong game show Ẩm thực Kỳ Duyên. Hứa hẹn mang đến sự lãng mạn và những tràng cười sảng khoái. Cho hấp mí nghe anh. Phát sóng vào lúc 20:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 28/9/2018. Ẩm thực Kỳ Duyên. Muốn được yêu phải siêu tài bếp. Chú, con hỏi để con đọc giới thiệu hướng cho. Chú hỏi con cũng không hiểu mà mấy đứa này cũng không hiểu. Chú hỏi cái gì đâu? Hey! Hai thằng ngu hết. Chứ ai ngu, tao ngu. Chương trình Hài Quốc Dân được mong chờ nhất đã quay trở lại. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thách Thức Danh Hài mùa thứ 5. Với sự xuất hiện của bộ đôi quyền lực chưa bao giờ ngừng hot, Danh Hài Trấn Thành, Danh Hài Trường Giang, cùng sự trở lại của MC lầy lội Ngô Kiến Huy. Vậy thách thức Danh Hài mùa năm có gì mới? Đó là những thí sinh bá đạo trên từng hạt gạo. Ơi, ơi. Thằng Ngô Kiến Huy nha, cả cuộc đời mày chỉ có một bài hit thôi nha. Quán người khó của Trường Giang á là tới đứng trước cửa canh Trường Giang ra chụp tấm hình rồi về chứ đừng vô ăn mắt cắt cổ. Người ta thấy là sống khẳng khái thì nó vươn cao, có nhiều người sống tào lao thì nó mới thế này. Cưng giống thiệt. Với các tiết mục bất ngờ, cung đi Hiền Quân gấp quá rồi, không bấm chuông tao cũng chết. Bùng nổ. Con đi đâu về rồi? Dạ thưa sư phụ, con đi tập gym. Tập gym á? Dạ. Ủa sư phụ, cười gì sư phụ? Tập cười vào mặt con đấy. Rồi thấy con có đỡ đang không? Con hãy thể hiện sức mạnh cho mọi người. Thí sinh có một phút để thể hiện tinh thần đam mê, tự tin, quyết đoán. Gia môn bất hạnh, gia nhi bất tài, gia nô bất lực và gia đình đã bị các em bôi trâu chiết chó lên mặt rồi đó. Và 5 phút để thay đổi cuộc đời mình. Khẩu khí lên nào, thì tiếp hay ngừng lại? Thôi con đi tiếp đâu, hai chú này cười quá. Sao cứ đối xử với tôi vậy hoài vậy trời? Bây giờ con muốn đi tiếp. Ủa em đi trước thành thích mặt hồng hả? Mặt cam hả? Ý, ý, ý. Thì đúng rồi. Ủa cái gì? 100 triệu rồi hả? Chúc mừng giải thưởng 100 triệu đồng. Lần đầu tiên trong cuộc đời thí sinh đi thi nhận giải thưởng cao nhất của chương trình. Vẫn không biết. Trời ơi, 100 triệu rồi. Hãy chờ đợi sự xuất hiện vô cùng thú vị của sân chơi hài được mong đợi nhất năm 2018. Đây là một cái cách diễn hài mà bạn ấy rất là thông minh để lựa chọn. Bạn kích thích được sự tò mò của người ta bởi vì nó thật. Nghệ sĩ hài tụi tôi á thèm những cái ý tưởng này lắm. Diễn hài muốn khán giả cười, đầu tiên mình phải chiến thắng bản thân mình. Tận hưởng mọi cung bậc cảm xúc tại Thách Thức Danh Hài mùa năm được phát sóng vào lúc 20:35 thứ tư hàng tuần từ ngày 17/10/2018 trên kênh HTV7. Alo, Đức hả?
Tao đang gọi đến cho mày từ chương trình Thách Thức Danh Hài. Giọng nói của mày đang lên sóng truyền hình đây. 18 tuổi. Có một cô bé thí sinh 18 tuổi, đẹp như Chibu. Mà con bé nói thích mày mới chết. Đứa ơi, tao chết rồi đứa ơi. Cái gì mà còn nói cho người ta mắc cỡ nữa. Cái gì đâu, có gì đâu mắc cỡ. Trời ơi. Thật ra một lần nữa tôi lại xem thấy cái bạn nhỏ này, tôi lại rất là cảm ơn Biệt Tài Tí Hon. Các bạn biên tập tìm kiếm ra những bé có những cái điều rất là thú vị và rất là ít ai có. Một chương trình tìm kiếm tài năng nhí sôi động nhất đây đã trở lại. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang đến với chương trình Biệt Tài Tí Hon. Mùa này có sự đổi mới gì? Xin giới thiệu MC Bé Sam. Sự dẫn dắt duyên dáng dễ thương. Cô sinh ra là để đánh gót. Đấy. Cái này chuyện nhỏ mà mọi người. Hay quá. Hay. You sit there and he sit there. Two side of the chair. Mọi người có ai phiên phiên dịch? Hãy cùng Sam chào đón nghệ sĩ Trấn Thành và MC ca sĩ Ngô Kiến Huy. Lần đầu tiên Ngô Kiến Huy trở thành bình luận viên chủ nhà. Với thâm niên một mùa dẫn chương trình rồi, vì vậy tôi sẽ chọn một cái phương án an toàn hơn, đó chính là uống dẻo. Đối đầu với nghệ sĩ Trấn Thành dày dặn kinh nghiệm. Với kinh nghiệm của một người đã có thâm niên đi trước một năm, ý kiến tài giống hai đứa nó đó. Độc đáo. Welcome to Biệt Tài Tí Hon 2019. Các bình luận viên khách mời thông minh, dí dỏm. Nhà chú lại có rất nhiều búp bê xinh xắn dễ thương. Chẳng hạn như một con ngồi đây nè. Đây nè. Tôi thấy tôi thật sự luôn, những cố gắng của tôi đã bị đồng đội tôi phá hủy hết. Kết hợp với đội chủ nhà đưa ra những phán đoán thân sâu. Nhờ. Em nghĩ là sẽ chọn là dẫn chương trình. Ở sao? Chọn trang điểm. Chị bút. Đâu là việc tài thật của các tài đàn nhí? Đố đó. Xin quý khách vui lòng hát chen và vì trong suốt cả chuyến bay Biệt Tài Tí Hon sẽ có rất là nhiều tiết mục vui nhộn. Em rằng quý khách sẽ cười lòng ghé. Những hình phạt bất ngờ đến từ các việc tài nhí. Để cái gì vô phụ chú đi con. Ai sẽ sở hữu được các biệt tài nhí? 3, 2, 1. Và đội con chọn về là đội của và các biệt tài nhí nào được yêu thích nhất trong mùa thứ hai. Đón xem Biệt Tài Tí Hon mùa 2
vào lúc 20 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3. Và các bạn đang đến với chương trình Liễu Lâm Nhạc Hội Vui Nhộn. Yeah, put your hands up. Hài hước. Kịch tính. Và mới lạ. Anh ơi, ghi bé heo đi nè. Bé heo. Sự quay trở lại của các nhóm hài trẻ tài năng hiện nay. Nhóm chuẩn đam mê xin được gửi tới toàn thể quý vị khán giả lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Phát ra là cho thiệt đã. Nhóm kịch nắng cười tươi như nắng. Hay men những chàng trai. Nhóm kịch sâu điểm sâu của tiếng Lâm Nhạc Hội. Cùng nội dung đa dạng với 6 chủ đề. Mày cướp toàn thanh niên tập gym với ăn kem không vậy mày? Đau cụ à, còn này của em. Không, cái thử nghiệp của em. Ông đưa cho tôi đi, ông cho tôi đi. Tao là Trần Hải Não. Chuyển thể phim. Điêu, ra đây ta kêu. Điêu. Điêu chết rồi. Tại sao chết? Thích ăn. Nhưng mà con thích ăn lương không luộc mà không trơn luôn. Không luộc không trơn luôn. Đi ra đường ăn con lương ngoài đường á. Mày xạo nghe mày. Tao chưa đụng vô người mày luôn á. Mùa xuân. Đi xe giường nằm, nhớ nói người ta lấy nửa chén thôi nghe. Ủa sao vậy chị? Tại vì em không bao giờ nằm hết cái giường. Chúng ta không có quyền được chọn cách mình sinh ra, nhưng chúng ta được quyền chọn cách mình sống. Không phải đâu cô ơi. Ở trên núi á, mà ai mà có bầu đi học là ý chí, chứ dưới đồng bằng ai đang đi học mất lý trí mới để có bầu đó. Kinh dị chết thảm. Thật chết. Và cổ tích. Người ta thương không ai xa lạ chính là bé Thủy. What? Những màn giao lưu đầy ngẫu hứng và thú vị. Chứ ai? Tao sắp là vợ của mày đấy. Một lời xin lỗi. Anh có bị bệnh gì không? Ok, vô bệnh viện em hiến cái thận cho anh luôn. Đi. Cái em mặc sai gì? S. Ôi trời ơi, nó bị bệnh rồi. Bệnh gì sếp? Bệnh S. Wow. Tất cả có trong Triếu Lâm Nhạc Hội. Triếu Lâm Nhạc Hội chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị khán giả những trận cười sảng khoái, những giây phút bùng nổ cảm xúc. Chương trình phát sóng vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 23 tháng 12 năm 2018. Tao tạt nha.